Thưa quý vị, Samsung phủ nhận kế hoạch xây dựng nhà máy mới ở miền Bắc Việt Nam. Tin từ Hà Nội, Samsung Electronics cho biết vào ngày thứ Sáu là họ không có kế hoạch xây dựng nhà máy ở phía Bắc Hòa Bình Việt Nam. Sau khi một viên chức tỉnh này cho biết là công ty Nam Hàng đã tìm cách thuê đất, Samsung, nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất của Việt Nam, đã có 8 nhà máy và một trung tâm nghiên cứu và phát triển trong nước. Samsung Việt Nam phủ nhận tin đồn rằng họ đã xem xét xây dựng một nhà máy mới tại Hòa Bình. Tuyên bố được đưa ra sau khi một viên chức cấp cao của tỉnh, người không muốn được nêu lên danh tính, nói với Reuters rằng Samsung đang muốn thuê một khu vực từ 500 cho đến 1.000 hecta tại tỉnh Hòa Bình để xây dựng một nhà máy sản xuất các sản phẩm điện tử. Samsung Việt Nam cho biết đã không có cuộc thảo luận nào với chính quyền địa phương ở Hòa Bình về việc cho thuê đất. Các kế hoạch cũng đã được công bố trên trang web chính thức của tỉnh, nhưng sau đó đã bị xóa sau khi tuyên bố từ chối của Samsung. Samsung đã đầu tư hơn 13.3 tỷ Mỹ Kim vào Việt Nam và chiếm khoảng 1/5 tổng sản lượng xuất cảng của Việt Nam. Theo như số liệu của nhà cầm quyền cộng sản, xuất cảng điện thoại thông minh và phụ tùng điện tử của Việt Nam chủ yếu do Samsung Electronics sản xuất, tăng 5.6% trong 8 tháng đầu năm 2019 so với một năm trước đó, lên 33.39 tỷ Mỹ Kim.